Anh Thích ơi, em hỏi cái này coi. Câu hỏi này của em cũng giống như rất là nhiều người đang thắc mắc. Đấy là tại sao cái con chim nó đậu trên cái dây điện mà nó không bị giật anh nhỉ? Và trong khi đấy là mình chỉ cần chạm vào cái chỗ nào điện nó hở ra mình sẽ bị giật ngay. Em không hiểu lắm. Anh có thể giải thích giúp em coi. Cái câu hỏi này của em cũng hay. Rất là nhiều anh chị em đang thắc mắc vấn đề này. Tại sao cái con chim lại đậu trên dây điện mà nó lại không bị... Thì về nguyên lý điện là gì? Dòng điện là sự dịch chuyển của các hạt electron mang điện di chuyển từ nơi điện thế cao đến nơi có điện thế thấp, và khi chúng ta sẽ bị giật khi mà chúng ta trở thành một cái mạch kín của một cái mạch điện, quý anh chị em nhé. Khi mà mạch điện chưa kín thì chúng ta chưa có sự chuyển động của các hạt electron mang điện, cho nên chúng ta không thể bị giật được. Cho nên khi mà chúng ta vô tình chúng ta nhìn thấy con chim ở đâu đó nó đậu trên dây điện thì con chim nó chỉ đậu có hai chân trên một dây điện thôi, quý anh chị em nhé. Nó chỉ đậu hai chân trên một dây điện, thì khi mà đậu trên một cái dây pha đó chúng ta chưa trở thành một cái mạch kín của nó được. Khi mà chưa trở thành một cái mạch kín thì chúng ta chưa có các hạt electron mang điện chuyển động, cho nên là chúng ta không thấy con chim nó bị giật, quý anh chị em nhé. Ok, tất cả mọi quý anh chị em đã theo dõi video của chúng tôi. Xin hãy cho chúng tôi một like và subscribe kênh để chúng tôi liên tục cho ra những cái video hay như thế này. Xin chào.